Bạn đã bao giờ nghe kể về bà già mặt mèo chưa? Nếu nửa đêm gặp phải một người hai tay cầm hai cái cưa, vậy thì có lẽ đấy chính là bà già mặt mèo. Bà ta thường xuất hiện vào đêm khuya. Nếu như bạn gặp phải bà ta sẽ lao thẳng xuyên qua người bạn. Truyền thuyết kể rằng sinh vật này bắt nguồn từ Sơn Hải Kinh. Chưa có người nào thực sự gặp phải bà ta, bởi vì người từng gặp bà ta đều đã chết thảm. Ngoại trừ một người duy nhất, hắn đeo một chiếc mặt nạ thần bí, nhưng vẫn không che nổi khuôn mặt đẹp trai khiến bao thiếu nữ chết mê chết mệt của hắn. Khuôn mặt xấu thậm tệ, mắt thì lấm la lấm lét, khiến người ở xa ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp trai không thể nào cưỡng nổi. Chuyện này xảy ra hồi ông cố tôi 8 tuổi, lúc ấy tôi mới 600 tuổi. Nhớ hôm ấy là một ngày mùa đông nóng như đổ lửa, thứ 3600 ngày 88 tháng 17 năm 2027, trời đổ cơn mưa bom nguyên tử. Từ rất lâu về trước, thế giới loạn lạc, chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Tôi ở nhà làm thơ, vừa làm được một bài thơ xong, bỗng nhiên tôi nhìn sang Tứ Lư, phát hiện dây giày của Tứ Lư bị lỏng. Tứ Lư, cậu nhìn chữ này đi, không khác gì mãnh hổ xuống núi, giao long xuống biển, lại nhìn nét vẻ này đi, mảnh mai uyển chuyển, đúng là tuyệt tác của thế gian. Tôi cũng muốn khiêm tốn lắm, nhưng tài năng không cho phép. Không làm bị thương em bé 80 tuổi của chúng ta chứ? Cậu xem, khuôn mặt đẹp trai như thế mà bị ngã sấp mặt, tôi đau lòng quá. Sau này có ai có thể kế thừa vị trí trụ cột đỉnh cao của nhan sắc thế giới đây? Cậu kế thừa đi Tứ Lư, tôi không đủ đẹp. Thật sao? Thật đấy. Thế thì giữ cậu lại còn tác dụng gì? Làm bẩn cả nhà tôi. Thế là tôi kéo Tứ Lư đi trên một con ngõ nhỏ đông đúc nhưng lại không có một bóng người. Không xa có một cây đại thụ, dưới gốc cây toàn là mắt người. Tôi liền đi đến, treo Tứ Lư lên cây. Tứ Lư, cậu xem tối nay mặt trời đẹp biết bao, còn có biết bao con mắt nhỏ bé ngắm nhìn cậu. Cậu hạnh phúc thật đấy. Đột nhiên đống con mắt đó nhắm lại. Thằng nhóc, còn nhớ ta không? Không biết, đoán xem ta là ai, lẽ nào ngươi là... Chúc mừng ngươi bán đúng rồi, ta chính là... Dâu rơi xuống rồi, một lát sau... Bạn đã bao giờ nghe nói về người phụ nữ rách miệng chưa? Người phụ nữ rách miệng sinh sống tại nơi địa phủ vừa ôn hòa vừa đẹp đẽ. Bà ta không chỉ tên là người phụ nữ rách miệng, mà còn có một cái tên khác là người phụ nữ miệng rách. Bà ta vốn là một con quỷ lang thang trên đường Hoàng Tuyền. Một trận động đất xảy ra tạo nên hố đen trong địa phủ, thế là bà ta đã trốn ra. Sau khi đi tới trần gian, bà ta gặp được một người đeo mặt nạ, từ đó cuộc đời cũng đi tới hồi kết. Chuyện này xảy ra khi bà cố tôi 4 tuổi, khi ấy tôi mới 800 tuổi. Mặc dù tôi nhỏ tuổi, nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp trai của tôi. Còn nhớ hôm ấy là một đêm khuya thứ 10, ngày 32 tháng 7 năm 2026, Tứ Lư đang học lớp phụ đạo về nghịch bom, đứng bên cạnh chính là giáo sư của trường. Tôi là giáo sư Quỷ Mã, yêu cầu em trả lời câu hỏi của tôi được không? Vâng, thưa thầy. Vậy xin hỏi em học sinh này. Thưa thầy, thầy bị mù à? Xin hỏi em học sinh này, chuột ăn mấy quả trứng là có thể bắn pháo? Em hãy trả lời to câu hỏi của tôi. Trả lời cái con khỉ, em là người trẻ, sao lại chửi bậy thế? Tứ Lư liền tạo dáng xoay người một cách phóng khoáng, đi xa khỏi trường học. Khi đã đi khỏi trường một đoạn xa, đi đến một cái khe núi bằng phẳng gọi là khe núi dốc. Thằng cờ hó nào đặt tên này thế? Đậu xanh. Kiểu nhầm rồi đại ca. Một trận lở đất kéo theo một cơn lốc xoáy thổi bay mái nhà của tôi. Tứ Lư, cậu lại chết rồi. Yên tâm, tôi sẽ báo thù cho cậu. Tôi liền tốc biến đi ra trước cửa. Đột nhiên, trên trời mây đen kéo đến. Sau một hồi sấm rung chớp giật, một mùi u ám kinh dị ập đến. Đại ca, đầu anh cứng thật. Ngươi làm gì đấy? Ta cũng có.